Rồi chào tất cả các bạn. Bây giờ gần 23 giờ rồi nhưng mà mình có dịp mình đi chợ hoa thành phố Sa Đéc nè. Các bạn thấy cái khu vực đường hoa thành phố Sa Đéc vẫn còn khá nhộn nhịp. À, các bạn thấy đây là trái hạnh, cây hạnh. Rất là đẹp luôn ha. Mình sẽ quay mai quay hạnh này, quay mai cho các bạn thấy từng lô vậy nè các bạn. Đây, những cái chậu mai rất là nhỏ, rất là duyên dáng, với đủ cỡ. Cái này có búp nè, sắp nở nè ha. Rồi mới vừa đây. Oh. Em trai này là mình trồng ở đâu em trai? Ở Sa Đéc hay là ở chỗ khác tới ha? Ồ, Sa Đéc mình ha. Chị là ở Tân Khánh Đông hả? À, Tân Quy Tây ha. Oh. Các bạn thấy cây mai hết sức là đẹp không các bạn? Bông rồi nè. Quá đẹp. Thấy ham quá. Chỉ là năm nay thời tiết cũng thuận lợi nha các em. À, mai trước đó. Nè, các bạn thấy chủ một cái lô. Ôi, cái cây mai hết sức bông luôn ha. Vì đây là hơi sớm ha em ha. Cũng rất là đẹp. Hoa mai nở, thấy xuân vừa sang ha. Đẹp. Cảm ơn em nha. Rất là dễ thương. Đây là cây hạnh. Các bạn thấy không? Hạnh nè. À, năm nay em thấy chắc có giá phải không em? Bình bình hả? Nho đây bạn nói nho là có nho cho các bạn xem đây, thấy thương quá nè. Trái này trái nho là được bọc vô này các bạn thấy không? Độc đáo quá. Này cái nho này. Cái nho này là chắc cũng mới năm nay có chứ mấy năm trước đâu thấy. Ồ, là lần đầu tiên ha. Trồng khó không em? Lấy trái hơi khó ha. Này mình lấy dây cũng làm kiển rồi được ha. Thấy ham quá cả nè. Nè ơi, cái chùm nho thấy cưng hết sức không? Muốn hùng cái hết sức luôn vậy đó. Đây là vạn thọ truyền thống. Nào giờ mình trồng cái loại vạn thọ này nè. Vạn thọ này là vạn thọ của Việt Nam ha em. À, giống Pháp đó ha. Đó. Rất là đơn sơ nhưng mà cũng đầy sự quyến rũ. Cái vạn thọ nó có cái mùi mà người ta khi mà ngửi tới cái mùa này là người ta nhớ tới cái Tết liền đó. Nó là một cái ký ức đẹp. Đây, những cái loại. hoa tím. Hoa tím ngoài sân. Tím đợi, tím chờ. Tấu gì đây là cũng đẹp lắm các bạn. Gì đây? Hoa tím. Màu tím bao giờ cũng rất là buồn và đẹp. Đây, tới cái lô kế tiếp là cúc vàng cao nè các bạn. Cao này là cũng trên 1 mét luôn các bạn. Cúc vàng. Rồi tới hạnh. Trái rất là sai. Tới cúc vàng. Đây. Bạn thấy không?
toàn. Đây hạnh đi hoài còn hoài các bạn ơi, sai quá chừng luôn. Rất là nhiều, rất là nhiều lô và rất là nhiều loại cây kiển, hoa lá cạnh. Ồ, cái này là treo, thích hợp cho việc treo ở trước nhà, treo cổng tường, cổng rào vân vân, treo trong nhà. Một cái màu vàng, một cái màu vàng của dẹp vàng thọ, quá đẹp. Đây, tới mai, mai, đó,